Alang samarakhi thập bằng sile na sugatin yanti sile na bhoga sambada sile na nipputin yanti tasma silang viso thaya. Chư thiện tín nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch, phải vẫn giữ hành theo cho đến trọn đời, không nên dễ vui. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ ấy nên chư thiện tín phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nhơ. Amaphante, dạ sa thú, dạ chúng con xin cảm ơn sư Thanh Tâm đã trao truyền thánh quy và ngũ giới cho chúng con. Dạ bây giờ chúng con xin mời toàn thể quý vị cùng con sám hối Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo à. Uttamangge na vande ba da bang sum varutamang putthe yo khalito doso butto khamatu tang mamang tamang ge na vande hang thamman cha du vi thang varang thamme yo khali to do so tammo khamatu tang mamang ut tamang ge na vande hang sankhan cha du vi thot tamang sankhe yo khali to do so sankho khamatu tang mamang. Dạ chúng con đã xong phần lễ bái tam bảo và sám hối, và con xin mời sư chúc phúc cho đạo tràng để trọn đầy phước báu. Và con xin dâng mic tới sư ạ. Nam mô Bụt, Nam mô Đàm, Nam mô Sanh Ca. Dạ, kính thưa sư, dạ chúng con không, chắc sư bị rớt mic là chúng con không có nghe. Dạ, kính mời sư ạ. Bhava tu sabba mangalang rakhan tu sabba đề quá ta sabba buddha nu bà về na sa đà xót thị bà hoàn tu tệ Bhava tu sabba mangalang rakhan tu sabba đề quá ta sabba dhamma nu bà về na sa đà xót thị bà hoàn tu tệ Bhava tu sabba mangalang rakhan tu sabba đề quá ta sabba sangha nu bà về na sa đà xót thị bà hoàn tu tệ Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đảnh người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo Pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú. Dạ con một lần nữa xin tri ân sư Thanh Tâm đã trao truyền tam quy và ngũ giới và chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Dạ bây giờ con xin dâng mic lại cho cô MC Nguyên Trang và Nguyên Như để điều hợp chương trình hôm nay. Dạ con cảm ơn. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con Nguyên Như xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm và dạ, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ hôm nay chính là ngày mà chúng ta cùng với nhau ôn lại những bài pháp của thầy Kinh Milananda. Dạ trước khi bắt đầu bài học, Nguyên Như xin kính mời cả nhà cùng với Nguyên Như cùng ôn 10 cái thập phước nghiệp sự và 10 ba la mật. Dạ Nguyên Như xin kính mời chị Kim Nhung post bài. Dạ con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm có lẽ có thể làm đầu tàu cho cả lớp đọc theo ạ. Dạ con xin mất lại cho sư ạ. Sa thú lành thay, sư tiên phong đọc trước ạ. Quý vị nhớ giơ tay nha. Punya
Punya kiriya vật thụ thập hạnh phúc, đà na mắt gá bố thí, số 2 si la mắt gá trì giới, số 3 bhavana maya tu tiến, appaccha jana maya cung kính, vijja vacca maya là phục vụ, số 6 là pattida ma pattida na maya là hồi hướng, patta mu mô đó mà na maya là tùy hỷ, số 8 là dhamma sa ma qua na maya là thính pháp, số 9 là dhamma đề sa ma na giá là thuyết pháp, số 10 là đút đích thú chú kama là cả chánh tri kiến, parami là parami là 10 pháp ba la mật theo tuần tự, một là dana parami bố thí ba la mật, số 2 là sila parami là trì giới ba la mật, số 3 là nikkhamma parami xuất gia ba la mật, số 4 là panya parami là trí tuệ ba la mật, số 5 là viriya parami là tinh tấn ba la mật, số 6 là khanti parami là nại ba la mật, số 7 là sakya parami là chân thật ba la mật, số 8 là atithana parami là quyết định ba la mật, số 9 là metta parami là tâm từ ba la mật, số 10 là upekkha parami là tâm xả ba la mật. Sa thú dài, kính mời quý vị nha, quý vị nhanh nhanh lên giơ tay. Nam mô Bụt Đà Nam mô Tham Ma Giá Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, con kính lên lại sư, con kính chào đạo tràng, con xin trả bài. Punya Kiriya Vattu thập hạnh phúc, một Đà Na Mắt Gá bố thí, hai Xì lá mắt gá trì giới, ba phà nã xin lỗi phà quát nà má giá tu tiến, bốn áp bát trà giá na má giá cùng kính, năm quê già chắc chá xin lỗi đọc lại quê già quát chá má giá phục vụ, sáu bát tí đà nã má giá hồi hướng, bảy Patta numo dana maya tùy hỷ, tám dhammasa vana maya thính pháp, chín dhamma đề sa maya thuyết pháp, mười dittu chukkhamma cải chánh tri kiến, parami mười pháp ba la mật theo tuần tự, một dana parami bố thí ba la mật, hai sila parami trì giới ba la mật, ba nekhamma parami xuất gia ba la mật, bốn panya parami ba la mật, năm viriya parami tinh tấn ba la mật, sáu khanti parami nhẫn nại ba la mật, bảy satcha parami chân thật ba la mật, tám aditha Naparami quyết định ba la mật, chín Metta parami từ tâm từ ba la mật, mười Upekkha parami tâm xả ba la mật. Dạ kính cảm ơn cô Kim Nhung. Dạ kính mời người kế tiếp. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính chào đạo tràng, con xin đọc bài ạ. Punya kriya vattu thập hạnh phúc, một đà gá bố thí, hai sì la mắc gá trì giới, ba phà qua nà ma giá tu tiến, bốn abhaccha janamaya cùng kính, năm
Quay già quách cha ma dạ, phục vụ. 6. Bát ti đà na ma dạ, hồi hướng. 7. Bát tà nu mồ đa nà ma dạ, tùy hỷ. 8. Thầm ma sa qua na ma dạ, thính pháp. 9. Thầm ma đề sa nà ma dạ, thuyết pháp. 10. Đít thu chúc càm ma, cải tránh chi kiến. Bà ra mì 10 pháp ba la mật theo tuần tự. 1. Đà na bà ra mì, bố thí ba la mật. 2. Xì la bà ra mì, chỉ giới ba la mật. 3. Nếch khầm ma bà ra mì, xuất ra ba la mật. 4. Bành nhà bà ra mì, trí tuệ ba la mật. 5. Quỳ ri giáp bà ra mì, tinh tấn ba la mật. 6. Khăn ti bà ra mì, nhẫn nại ba la mật. 7. Sách cha bà ra mì, chân thật ba la mật. 8. Athit thà na bà ra mì, quyết định ba la mật. 9. Metta bà ra mì, tâm từ ba la mật. 10. Ubekha bà ra mì, tâm xả ba la mật. Xà thú, xà thú. Dạ, thân mời An Nhiên ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ. Dạ, con xin đại lễ sư Thanh Tâm và toàn thể đạo tràng, dạ, con xin đọc bài ạ. Bùn nhá kiriya quách thú, thập hạnh phúc. 1. Đà na mắc gá, bố thí. 2. Xì la mắc gá, trì giới. 3. Phà quá nà má giá, tu tiến. 4. Abacha yamana má giá, cung kính. 5. Quầy già quá chá má giá, phục vụ. 6. Bách thi đà na má giá, hồi hướng. 7. Bát tà nu mồ đa nà ma giá, tùy hỷ. 8. Thầm ma sa wa na ma giá, thính pháp. 9. Thầm ma đề sa nà ma giá, pháp. 10. Đít thu chú cầm ma, cải tiến tri, cải chánh tri kiến. Bà ra mì, 10 pháp ba la mật theo tuần tự. 1. Đà na bà ra mì, bố thí ba la mật. 2. Sila Barami, trì giới ba la mật. 3. Nekhamma Barami, xuất gia ba la mật. 4. Banya Barami, trí tuệ ba la mật.
5. Viriya Parami, tinh tấn ba la mật. 6. Khanti Parami, nhẫn nại ba la mật. 7. Satya Parami, chân thật ba la mật. 8. Adhithana Parami, quyết định ba la mật. 9. Metta Parami, tâm từ ba la mật. 10. Upekkha Parami, tâm xả ba la mật. Dạ con đã đọc bài xong. Dạ cảm ơn cô Kim Dung đã post bài và xin mời Sít Tịnh Tâm ạ. Dạ mô Phật, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính lễ quý cô tu nữ và kính chào toàn thể quý đạo hữu. Sau đây con xin đọc bài ạ. Bồn nhá ký lý giá quách thú thập hạnh phúc. 1. Đà ná ma gá bố thí. 2. Xí lá má gá trì giới. Phá quá nà má gá tù tiến. 4. Á bách trà giá ná má gá má giá cung kính. 5. Quét trà quách trá má giá phục vụ. 6. Bách tí già ná má giá hồi hướng. 7. Bách tà nú mồ đá nà má giá tùy hỷ. Tám. Má sa ích thúy dục khâm má cải chánh chi kiến. Bà rá mì pháp ba la mật theo tuần tự. Một. Bà nà bà rá mì bố thí ba la mật. Hai. Xí lá bà rá mì trì giới ba la mật. Ba. Nét khầm má bà rá mì sức già ba la mật. Bốn. Bành nhà bà rá mì trí tuệ ba la mật. Năm. Quỳ rí giá bà rá mì tấn ba la mật. Sáu. Khanh tí bà rá mì nhẫn nại ba la mật. 7. Sắc chá bà rá mì chân thật ba la mật. 8. Ất thí thà ná bà rá mì quyết định ba la mật. 9. Metta bà rá mì tâm từ ba la mật. 10. Upekkha bà rá mì tâm xả ba la mật. Xa thú xà thú. Chị Kim Nhung đã post bài. Dạ sau đây xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bích Thơ giá. Dạ con Nguyên Trang. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ chư tôn đức Tăng Ni và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ sau đây con xin đọc bài ạ. Dạ cảm ơn chị Kim Dung đã post bài. Tuân nhá ký rí giá quát thú thập hạnh phúc. 1. Đa ná mắt cá bố thí. 2. Si lá mắt cá trì giới. 3. Phá quá nà má giá tu tiến. 4. Áp bát trà giá ná má giá cung kính. 5. Quê già quách chá má giá phục vụ. 6. Bát tí đà ná má giá hồi hướng. 7. Bát tà nú mồ đá nà má giá tùy hỷ. 8. Thầm má sá ná quá giá thầm má sá quá ná má giá thính pháp. Thầm má đề sá nà má giá thuyết pháp. 11. Đích thú chú thầm má cải chánh tri kiến.
Barami, 10 pháp Ba La Mật. Theo tuần tự, 1. Dhanabarami, bố thí Ba La Mật. 2. Silabarami, trì giới Ba La Mật. 3. Nekhammabarami, xuất gia Ba La Mật. 4. Banyabarami, trí tuệ Ba La Mật. 5. Viriyabarami, tinh tấn Ba La Mật. 6. Khandibarami, nhẫn nại Ba La Mật. 7. Satchabarami, chân thật Ba La Mật. 8. Akhithanabarami, quyết định Ba La Mật. 9. Mettabarami, tâm từ Ba La Mật. Upekkhabarami, tâm xả Ba La Mật. Dạ, con đã đọc xong. Dạ, cảm ơn ha, chị Nhung ạ. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng ạ. Sister An Nhiên ơi, hồi nãy cái âm thanh của Sister An Nhiên đọc rất là nhỏ nên mọi người không có nghe được, mà lúc đó là để số 0. Nguyên Trang nghĩ là Sister lo đọc nên không có thấy trên màn hình đó. Nếu mà Sister An Nhiên có thể đọc lại thì mình chỉnh cái âm thanh lại cho lớn lên. Hồi nãy đạo tràng không có ai nghe hết. Dạ, dạ sau đây con xin xuống mic ạ. Dạ, con kính mời đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, kính thưa cả nhà, Nguyên Như xin kính thưa một chuyện là cái chỗ mà thập hạnh phúc đó cả nhà. Cái số 1 là Đa Ná Mắt Gá, và số 2 đó là Si Lá Mắt Gá đó cả nhà. Hôm bữa giờ Nguyên Như cứ coi hoài, có những cái bài á thì Chư Tăng để hai cái chữ đó chính xác là cái chữ Mắt Gá. Mà cái chữ Mắt Gá đó đó thì nó là không có phải chữ Mai Giá. Quý vị có thấy từ đầu tới cuối, từ cái chỗ mà số 3 cho tới cuối cùng số 10 đó, thì chư vị lại dùng là cái chữ Mai Giá chứ không phải Mắt Gá. Thì Nguyên Như có coi á, thì 50% những cái bài á, thì người ta để Mắt Gá, còn 50% á, thì hai chữ đầu người ta để là Má Giá. Thành ra Nguyên Như nghĩ là chắc cả nhà mình phải đi lên hỏi Sư Liễu Tông như cả nhà. Nguyên Như có cái cảm giác đó là cái chữ Má Giá từ trên dưới thì nó đúng hơn là chữ Mắt Gá, hay là nó cũng có thể đó là hai chữ đều dùng được hết. Cả nhà nhớ nốt cái chỗ này lại ha. Rồi Nguyên Như xin mời chư vị tiếp tục ạ. Chị Nhung ơi, nếu mà chị có thể hỏi Chư Tăng bên lớp của chị giùm mình cái chỗ này ha chị. Dạ, dạ em xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Và nếu quý vị không còn ai đọc nữa thì Nguyên Như xin bắt đầu buổi ôn bài hôm nay ạ. Và cũng như mỗi lần Nguyên Như xin nhắc với cả nhà là nếu mà ai chưa có bài hoặc là chưa có đăng ký với Nguyên Như với Nguyên Trang thì xin chư vị nhắn tin vào Nguyên Trang hoặc là số Viber hoặc là số email để chị Nguyên Trang có thể email bài cho quý vị. Thì khi mà ôn bài với nhau thì chúng ta không có cần chép xuống, mà Nguyên Như đã soạn sẵn hết rồi, cả nhà chỉ ngồi nghe thôi. Nếu mà người nào có muốn add thêm note thì làm thêm, nếu không thì không cần chép bài, đỡ mất công quý vị ha. Dạ, bây giờ Nguyên Như xin bắt đầu vào bài. Chúng ta sẽ đi tiếp trang 168. Hôm nay mình sẽ ôn từ từ tới đâu hay tới đó, không cần gấp hai cả nhà.
Thứ nhất là Nguyễn Như xin ôm lại là tạo phước. Thì sự tạo phước có ba là phước vật, phước đức và phước trí. Phần thứ một là phần thứ nhất là phước vật, tức là khi mà chúng ta muốn bố thí về vật chất nè, về trú xứ nè, về y áo, chẳng hạn như mình hay làm việc từ thiện đó cả nhà, mình ra mình bố thí miếng cơm manh áo, mình thí nhà cửa, mình thí những cái chỗ ở cho những vị mà nghèo mà ít phước hơn chúng mình, thì mình gọi đây là làm từ thiện và làm về phước vật. Thì cái sự tối thắng nhất của phước vật đây là thí trú xứ. Nếu mà mình nói ở trong đạo thì mình có thể dâng cúng cho chư tăng một bữa trai tăng, mình có thể mua y áo cho chư tăng, mua chỉ, mua kim, mua thức ăn, thức uống, rồi mua thuốc. Nhưng mà tối thắng nhất là mình sẽ dâng về tứ phương tăng, mình sẽ dâng cúng, mình hùng phước vào xây dựng chùa chiền. Thì cái đó là tối thắng nhất của phước vật. Phần thứ hai là về phước đức, tức là nương theo ân đức pháp để mà hành trì. Mình tu tập về giới luật, mình có thể tu năm giới cũng như người Phật tử, mình có thể tu tám giới, giới của bát quan, và mình có thể giống như là chư tăng thì mình tu tam giới đó. Và một việc nữa là mình có thể thực hành về hạnh đầu đà, giống như mỗi năm sư tâm có tổ chức những cái buổi lễ đầu đà, thì mình lên mình tập tu hành hạnh đầu đà với chư tăng, thì cái đó là rất là có phước đức. Và tối thắng của phước đức này là tu tập bốn cái phạm trú. Bốn phạm trú này cả nhà còn nhớ không? Tức là từ, bi, hỷ và xả. Thì nếu mà mình tu tập bốn cái phạm trú này là mình sẽ được phước đức rất là tối thắng trong tất cả các loại phước đức. Nguyên Như xin nhắc lại về cái chữ từ. Từ có nghĩa là mong cho người được vui. Bi thì có nghĩa là mong cho người đừng có khổ. Từ là mong cho người được vui, bi là mong cho người đừng khổ, hỷ là vui theo sự tốt lành của người khác, và xả là một cái sự thanh thản, không có thương, không có ghét. Nguyên Như xin lặp lại ha. Từ là mong cho người khác được vui, bi là mong cho người khác đừng có khổ nữa, hỷ là vui theo cái sự tốt lành của người khác, và xả là một cái sự thanh thản, không thương, cũng không ghét. Phần thứ ba, Nguyên Như xin đi qua là phước trí. Phước trí tức là nương theo ân đức, tuệ giác của Đức Bổn Sư về tam tướng, khổ, vô thường, vô ngã của các pháp hữu vi. Tối thắng của phước trí là quán xét về tam tướng. Mà làm sao các vị quán xét về tam tướng? Có đó thì chính là cách hành tiền Vipassana đó cả nhà. Thì mình mới thấy được thực tướng của khổ, vô thường, vô ngã. Không có cách nào khác là mình phải hành thiền minh sát mà thôi. Cái đó là tối thắng trong tất cả các phước của phước trí. Tức là mình đã nhận diện về tam tướng khổ, vô thường, vô ngã. Thứ hai, phần tiếp tục như xin bước qua là phước về nhiếp thâu. Phước nhiếp thâu chúng ta được chia làm ba nhóm. Tức là từ cái thập phước hành tông mà quý vị hồi nãy giờ ôn bằng tiếng Việt và tiếng Pali đó, thì cái phần 10 thập phước hành tông đó sẽ chia ra làm ba nhóm, gọi là ba nhóm phước nhiếp thâu. Thứ nhất là phước vật. Phước vật sẽ được tạo bằng ba loại phước, tức là phước bố thí, phước hồi hướng và phước tùy hỷ. Khi mà mình đi bố thí đó, thì mình sẽ trong cái tương lai của mình sẽ được là phước vật, tức là mình sẽ có của cải dồi dào. Và khi mà mình bố thí phước vật cho khi mà mình làm phước bố thí đó, rồi mình có hồi hướng phước nữa, thì những cái phần này sẽ gom vào trong một cái phước nhiếp thâu gọi là phước vật. Và cũng như vậy, mình làm được tùy hỷ phước thì mình sẽ được một cái phước vật luôn. Thành ra cả nhà nhớ, khi mà mình đi làm bố thí, tức là mình đi làm những cái chuyện gọi là
mình phục vụ cho xã hội đó, mình đang đi làm những cái phước bình thường ở ngoài, giống như mình đi giúp đỡ những người nghèo, giúp đỡ cô nhi viện, mình đi làm những cái chuyện xã hội đó, thì mình nhớ khi mỗi khi mình làm thì cả nhà nhớ hồi hướng phước và nhớ tùy hỷ phước nha, tức là mình vui chung với bạn bè của mình, giống như mình có 10 người đi thì mình nhắc nhau là mình phải tùy hỷ với nhau, và mình về thì mình nhớ mình kể cho ba mẹ mình nghe những cái nào nó làm sao, nó vui làm sao, cái lòng mình hoan hỷ làm sao để cho mọi người tùy hỷ với mình, thì mình sẽ có một cái phần phước nữa. Và khi mà mình hồi hướng đó thì mình bố thí thì mình nhớ là mình hồi hướng đến cha mẹ ông bà, những người thân, hồi hướng đến thầy tổ, hồi hướng đến chư thiên, hồi hướng đến các vị diêm vương, thì mình sẽ được tất cả là ba cái phước trong cái phước vật này, rất là quan trọng nha cả nhà. Nhiều khi mình hay quên lắm, thành ra phải có một người là nhắc cho mình, giống như trong nhóm của Nguyên Như thì có ba vị lúc nào, bốn vị lúc nào cũng nhắc hết. Thứ nhất là anh Lý nè, thứ hai là anh Lộc nè, thứ ba là anh Mỹ nè, và thứ tư là chị Hà. Bốn vị này lúc nào cũng nhắc trong nhóm á, là phải nhắc nhở nhau trong khi mà mình làm phước, rất là xa thú ha cả nhà. Rồi phần thứ hai là phần phước đức. Thì phần phước đức đây mình có thể tạo trì giới, cung kính và phục vụ. Thì khi mà mình trì giới, tức là mình giữ năm giới hoặc là giữ tám giới, thì mình sẽ có một cái góp phần rất là đáng kể trong phước đức của mình. Và khi mà mình đến chùa, mình cung kính chư tăng, mình ở nhà, mình kính trọng ông bà cha mẹ, kính trọng những bậc trưởng thượng. Mình ở trong nhóm thì mình kính trọng sư huynh, sư trưởng của mình. Đây là tất cả những cái hành động mà mình sẽ tạo nên phước đức. Ngoài ra còn cái phước phục vụ. Chẳng hạn trong lớp của mình thì có rất là nhiều vị mà làm phước phục vụ. Chẳng hạn như Nguyên Trang nè, chẳng hạn như anh Mỹ nè, chị Nhung nè, ngay trong lớp học của mình thì những cái vị làm MC, những vị làm boss bài, những vị lúc nào cũng giơ tay lên là có phước phục vụ. Ngoài ra những vị mà lên đọc bài cũng là cái phước phục vụ, làm cho lớp học có phần là có sống động một chút xíu, cũng là phước phục vụ đó quý vị. Và thứ ba chính là phước trí. Thì phước trí sẽ tạo bằng cách tu tiến, thính pháp và thuyết pháp. Thì mình tu tiến có nghĩa là mình tu về Vipassana hoặc là mình tu về thiền chỉ. Thứ hai là thính pháp, có nghĩa là trong lớp mình ngồi đây, mình cùng nhau, mình nghe pháp. Khi mà Nguyên Như ôn pháp như vậy, thì Nguyên Như cũng tự nghe Nguyên Như cũng có cái thính pháp trong đó. Và cái sự thuyết pháp có nghĩa là mình không có phải là mình phải nói những cái gì mà kinh khủng lắm. Mình chỉ cần nói những cái gì mà mình học trong lớp, mình có thể ôm lại bạn của mình. Có nhiều khi bạn mình giận thì mình nhắc nhở, thì cái đó cũng là thuyết pháp đó cả nhà. Nói một câu khi người ta giận, mình nói một câu, mình cứ nói đời là vô thường, tại sao mà không buông bỏ, tại sao phải giận làm gì, ôm cái chuyện người ta vô trong mình cho nó mệt, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tại sao mình lại giận chuyện người khác làm sai, người ta làm sai mà tại sao mình giận, mình đâu có rảnh dữ vậy. Nếu mà mình làm sai thì mình mới giận chứ, người khác làm sai sao mình giận chi. Không lẽ 1.000 người chung quanh mình làm sai rồi mình bỏ thời gian mình giận hết 1.000 người. Còn nếu mà mình cứ giận một người nào đó làm sai là cái tâm mình chấp, tức là mình có giận ai vì lý do gì nó cũng là rất vô lý, phải không cả nhà. Cái đó một cái sự nhắc nhở một tí xíu đó thôi cũng là thuyết pháp rồi, là tức có nghĩa là mình đã tạo ra được phước trí rồi đó. Rồi một cái cuối cùng là cái cải chánh tri kiến. Thì cái phần cải chánh tri kiến này có một cái đặc biệt nhất trong tất cả các thập phúc hành tông, là cái cải chánh tri kiến này là một cái pháp mà nó hỗ trợ chính cái pháp kia luôn, và nó tạo ra được cả ba loại phước. Tức là khi mà quý vị cải chánh tri kiến rồi á, thì quý vị có thể làm được phước vật, làm được phước đức và làm được phước trí. Tức là cái phần cải chánh tri kiến này rất là quan trọng nha quý vị. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình phải nhắc cái tâm của mình á, những gì mà ta biết từ xưa tới giờ, hoặc là những gì ông bà cha mẹ biết từ xưa tới giờ, không có nghĩa là trúng.
Cả nhà cứ vậy, mình phải học thêm một cái chữ là chưa chắc. 1.000 người nói, chưa chắc trúng. Mình hay có câu là mình đi theo đám đông đó. Ai sao, ai ai làm sao tôi làm vậy. Đi đám đông thì nó đúng. Nhưng mà một cái đám đông đi cũng chưa chắc là đúng đâu gì. Quý vị, chẳng hạn như một cái xứ có một cái người là một cái vị vua. Thì cái vị vua đó tuy là không có đi theo đám đông nhưng mà chưa chắc cái vị vua đó sai. Tự vì ổng phước nhất, ổng thông minh nhất, ổng giàu có nhất, ổng có phước trí, là phước đức, là phước vật, ổng mới lên làm vua. Thì ổng có là một người thôi, còn cả nước như vậy, chưa chắc cả nước đó bằng một cái quyết định của ổng, quý vị thấy không? Thành ra mình nói mình đi theo đám đông thì in general nghe sơ sài thì có vẻ là, nhưng mà cái đó chưa chắc là đúng đâu. Chẳng hạn như trong 31 cõi của mình, tự nhiên xuất hiện ra một vị Bồ Tát. Cái vị này thì không bao giờ đi theo những cái chuyện bình thường, đi theo những dấu chân của những chúng sanh còn lại, giống như Đức Bồ Tát. Vì Đức Bồ Tát lúc nào cũng cải chánh tri kiến, thành ra cuối cùng một cái vị duy nhất trong trong 31 cõi có thể thoát ra được tam giới chính là Đức Phật Gotama. Thành ra quý vị thấy không, cái cải chánh tri kiến rất là quan trọng, mà mình phải nên nhớ là những cái gì mà mình biết được chưa chắc là đúng. Mình phải bỏ cửa ngõ, mình phải lắng dịu, mình phải có một cái tâm lành để những vị mà bạn của mình á, họ dám, họ lợi, họ nói là Nguyên Như ơi, Nguyên Như sai rồi đó, Nguyên Như phải sửa lại chỗ này nha. Nếu mà mình có cái khả năng mà nhận được như vậy thì thiệt là tuyệt vời, phải không quý vị? Chứ nếu mà lúc nào mình cũng nghĩ mình đúng hết, không ai dám đụng mình hết, ai nói cái gì cũng sợ là mình nổ lên như một trái trái lựu đạn như vậy á, thì rất là khổ. Nếu mà mình thấy mình như vậy có nghĩa là mình đã rất là cố chấp rồi. Người ta không nói thôi, nhưng mà ta thấy mình rất là cố chấp thì làm sao người ta dám nói, người ta đâu có muốn làm mình phật lòng đâu. Thành ra mình phải rất là dịu, rất là gọi là nhu nhuyến trong cái việc mà cải chính tri kiến này. Mình phải sẵn sàng, nếu mà người nào nói mình sai mà mình có thể sửa và mình có thể cảm ơn được, thiệt là rất xa thú. Thì cái khi mà mình làm được cái chuyện đó đó, thì mình đã tạo được phước vật, phước đức và phước trí. Chỉ trong một cái sát na mình có thể muốn cải chánh tri kiến ngay trong cái tâm thức của mình, là mình có thể hỗ trợ ra tất cả cái chính pháp kia. Tự mình có muốn học thì người ta mới lợi chỉ. Còn mình lúc nào mình cũng nghĩ mình giỏi hết rồi, không ai dám đụng tới mình hết, tức là 10 năm nữa cái tâm mình vẫn ở chỗ đó. Tất cả mọi người học hết rồi, lên lớp hết rồi, mình vẫn bám ca những cái mà mình có bây giờ. Nó rất là uổng, phải không cả nhà? Dạ, cũng như xin đi qua một cái phần kế tiếp là cái phần phân cấp thiện phước. Cái chỗ này thì thầy kinh giảng ra cũng rất là hay đây. Khi mà mình cho một cái gì đó, mình đi chùa, mình bố thí hoặc là mình cho bạn, ngay cả một việc cái việc rất nhỏ là mình đi trong một cái buổi sinh nhật đi nữa, hoặc là một cái buổi lâu ngày qua bạn tặng một món quà, thì thường thường á, cái tâm của quý vị á, cho cái gì trong tâm của mình thì cái đó chính là quyết định được cái sự phân cấp thiện phước của mình. Nếu mà mình không có hiểu đạo đó, là một cái người bình thường á, thì mình có khuynh hướng tùy theo cái tâm tính của mình, cái tâm xã của mình. Có những người họ không gì hết quý vị, mà cái tâm bố thí của họ rất là rộng. Họ có thể cho những cái gì mà họ không dám xài. Tự nhiên như vậy á, giống có nghĩa là có thể là mình nói không có tu là trong kiếp này, họ không có biết về tu thôi. Nhưng mà họ trong nhiều kiếp là họ có sẵn sàng có cái bố thí rồi. Và cái bố thí này không phải là ở trong đạo Phật không, mà những đạo khác cũng có bố thí, phải không cả nhà? Thành ra mình phải xét là cái tâm mình, thường thường cái tâm mình là cái loại bố thí gì. Bố thí chia làm phân cấp thiện phước thì bố thí có 3 loại: có bậc hạ, có bậc trung và có bậc thượng. Thí dụ như bậc hạ là gì? Mình cho đồ quần áo, cái kiểu là mình bận xong đó, mình bận xong cho nó cũ rồi, cái mình mới đem ra, mình để trong mấy cái thùng mà Planet 8, hoặc là mình cho những cái chỗ từ thiện, hoặc là mình cho cái chỗ mà bán quần áo cũ, chẳng hạn như thrift store này kia đó, thì cái đó gọi là bố thí bậc hạ. Nó cũng là bố thí chứ không phải là không, mà mình dùng xong những cái mà xấu, xấu nhất
thì mình đem ra mình cho, hoặc là cái đồ không xài nữa mình cho, mình đi cho. Mà cái đó nó chỉ khó là ở trong tâm thôi nha quý vị. Chứ những cái đồ mà quý vị coi á, không có phải là xấu đối với quý vị, nhưng mà xấu với cái người cho đó. Ở đây nói về cái trong tâm, chứ không phải là cái vật mà cho là xấu hay tốt. Chẳng hạn như những người mà người ta rất là giàu có, người ta là triệu phú đi, người ta xài một cái chiếc xe cắt cỏ của người ta chán cái kiểu đó rồi. Nhưng mà khi người ta mua chẳng hạn như nó 10.000 đồng lận, khi người ta dục mấy cái máy cắt cỏ ra một năm rồi, cái máy đó cũng còn 5-6.000, mình không có đụng tới nổi. Nhưng mà cái đó vẫn là dùng tốt cho xấu đối với tâm của cái người cho nha quý vị, chứ không phải là nhìn cái món đồ đó rồi mình quyết định là bậc hạ hay bậc trung, không phải. Thì khi mà mình cho cái kiểu bậc hạ đó đó, mình dùng tốt cho xấu, thì cái phần đó gọi là nô bọc thí, tức là cho cái kiểu nô bọc. Bậc trung là sao? Tức là mình xài cái gì thì mình cũng cho người khác cái đó. Khi mà mình ăn một cái món đồ ăn gì, bạn mình lại mời lại nhà, thì mình ăn món nào, bạn mình ăn món đó. Rồi mình thường thường mình hay mua đồ, thí dụ mình mua đồ hiệu Navy thì mình cho bạn mình hiệu Navy. Mình mua một cái Navy thì mình cho bạn mình hiệu Navy. Mình mua một cái nhẫn cũng bằng vàng, mình thích đeo như vậy, mình cũng cho người bạn thân của mình cái nhẫn bằng vàng y chang cái đồ mình xài vậy đó. Thì cái đó là bố thí bậc trung, có nghĩa là bằng hữu thí, là mình cho bằng với nhau, không hơn không kém, mình có chia sẻ ngang nhau hết. Và bố thí bậc ba là bố thí bậc thượng, có nghĩa là mình xài rất là cắt ca cắt cúng, mình không có xăm dám xài gì hết. Nhưng mà khi mình đi cho quà trong người thân của mình đi bố thí ở trên chùa, mình cúng dường cho chư tăng, thì mình lúc nào cũng mua đồ tốt nhất mà mình đúng nhật mình có thể dâng lên chư tăng, những cái sắc vải tốt nhất để chư tăng may áo, những cái thức ăn ngon nhất để chư tăng thọ trai, những cái viên thuốc tốt nhất để cho chư tăng uống, giống như thuốc bổ này kia. Thì cái đó là dùng tốt cho xấu, và cái đó chính là gia chủ thí. Quý vị có nhớ cái bài mà hai vợ chồng mà có một cái miếng vải thôi, mà hai vợ chồng này rất là nghèo, quý vị nhớ không? Khi mà lên mà dâng, suy nghĩ tới suy nghĩ lui, mà dâng cho Đức Phật một cái miếng vải đó, tức là cả gia tài của họ đó, thì tuy là một cái miếng vải đó nó không có sạch sẽ, nó dơ giấy, nó là của một cái người là bần cùng cố nông ở trong xã hội, nhưng mà trong tâm của hai cái vị đó đó, hai vợ chồng đó, khi mà dâng lên miếng vải đó là cả một cái gia tài của họ. Thành ra cái phước đó không phải là cái tính chất, cái giá trị cái món hàng đó, nhưng mà cái giá trị của cái tâm thức của cái người lúc mà dâng gì đó đó. Thành ra đó, Nguyên Như có học một lần cái giá trị về tâm thức, cái điều này nó cũng hay, Nguyên Như xin chia sẻ với cả nhà. Thí dụ khi mà mình giống như tháng này là tháng dân y, mình mỗi ai mà có cái gì cũng móc tiền ra, cũng cúng hết rồi, phải không cả nhà? Hai, dân y chùa này, dân y chùa kia rất là xa thú, nhưng mà đến một lúc nào đó, đâu phải là mình là dạng là ông cấp cô độc đâu, đâu phải là người lúc nào cũng có tiền rừng bạc bể đâu, mình cũng đi làm, mình cũng để dành, mà chùa nào mình cũng muốn cho hết vậy. Thành ra, khi mà quý vị cho đó, thí dụ như mỗi chùa, mình chỉ có khả năng mình cúng 20 trong cái buổi lễ dân y thôi. Nhưng mà nếu cái tâm của mình á, có thể nghĩ là con cúng dường, cái này là hết sức của con rồi. Nhưng mà nếu mà con có thể mà có nhiều hơn được nữa đó, con ước gì mà con có số tiền nhiều hơn nữa, con cúng nhiều hơn nữa thì con rất là hoan hỷ con cúng. Giống như mình có 20 thôi, mà cái tâm của 20, cái tâm mình nó rộng mở như vậy á, thì cũng như là mình cúng dường bậc thượng vậy đó quý vị. Nhưng mà một cái khác, trong khi mà mình có 1.000 trong tay, mà mình có nghĩ, ồ thôi cúng chi cho nhiều, mình cúng 20 thôi. Đó, khi cũng là 20 đồng, nhưng mà quý vị thấy hai cái tâm thức của quý vị khác nhau. Thành ra khi mà mình học về cái bài này đó, mình có thể dùng cái tâm của mình để mà mình hướng, có thể là 20 mà mình hướng lên, và cũng có thể 20 mà mình hướng xuống.
là tùy theo cái tầng tâm thức của mình ngay cái lúc dâng cúng đó đó mà mình lọt vào bậc hạ hoặc là bậc thượng hoặc là bậc trung ha, quý vị để ý chỗ đó ha. Thì mình nếu mà mình, bởi vậy mình phải học, chứ nếu mà không học thì những cái chỗ này mình không có biết là làm sao hết. Mình cứ nói cho thì cho thôi, nhưng mà có nhiều người nghĩ cho thì cho thôi, đó là tâm xả. Nhưng mà nếu mà mình không có học thì làm sao mình biết đó là tâm xả? Cũng có thể nó là tâm ly trí thì sao? Mà Nguyên Như thấy nhiều khi là nó lọt vào tâm ly trí nhiều hơn là tâm xả đó quý vị. Tự vì mình cũng không biết tâm xả là gì hết, mà hình như là cái tâm không biết thì nó nhiều hơn, phải không cả nhà? Rồi, Nguyên Như sẽ đi qua cái phần thiện phước mà phân theo tư duy. Thì thiện phước phân theo tư duy có ba loại. Cái phần thứ nhất là lấy đời làm trọng. Cái phần thứ hai lấy mình làm trọng. Và phần thứ ba là lấy pháp làm trọng. Thiện phước này giống như nói nôm na là phần cái 10 cái phước nghiệp sự khi mà cả nhà làm đó. Thì người ta làm có nhiều lý do mà mình làm lắm. Có thể là mình làm tự vì mình sợ người khác xem thường hoặc là coi thường. Chẳng hạn như là một cái vị mà đi lúc nào cũng lên Facebook hết, rồi lúc nào cũng đi ra, tức là cái vị đó rất là nổi tiếng, thành ra làm bất cứ cái chuyện gì cũng sợ dư luận hết. Họ làm phước nè, họ cung kính nè, rồi họ giống như làm bất cứ chuyện gì trong cái 10 cái phước nghiệp sự đó, họ bố thí cũng vậy, họ trì giới, họ cung kính, họ phục vụ, họ giống như là đi nghe thuyết pháp nè, rồi đi đi khóa thiền nè. Nhưng mà những cái họ làm đó đó không có phải là lý do khác, mà cái đó là lý do họ sợ người khác chê. Cái đó đó là chính là cái ý trong tâm á. Họ tu, họ làm việc phước thiện là vì họ lấy cái lời khen tiếng chê của cái đời mà làm trọng, chứ không phải là thật tâm họ làm những cái mà họ làm. Chẳng hạn như họ đi bố thí, tự vì họ sợ là bà con nói trời ơi cái ông này giàu quá mà sao không có bao giờ thấy đi cho ai hết. Tự vì lâu lâu đi về về Việt Nam, thí dụ vậy, ông này là đại gia ở bên Mỹ, thấy nhà cửa nhiều quá mà sao về Việt Nam không có làm phước gì hết. Thì tự nhiên cái người đó đó, khi mà họ lấy cái chữ đời làm trọng, họ cũng đi làm phước, họ cũng đi chào hỏi, họ cũng đi phục vụ làm này làm kia, nhưng mà tự vì họ sợ hàng xóm chê cười thôi. Cái phần thứ hai đó là lấy mình làm trọng. Cái lấy đời làm trọng là họ quay ra rồi. Lấy mình làm trọng á, là họ nghĩ họ rất là quan trọng. Họ làm vì họ, chứ không phải là họ làm vì chúng sanh. Họ làm vì họ sợ người khác nói là mình á, là cái người mà con sanh trong một cái gia đình Phật tử nè, rồi ông bà ai cũng biết tu hết, mà sao con nhỏ này không có biết làm phước gì hết vậy. Rồi họ làm vì mặt mũi của họ nữa. Nếu mà họ không làm á, thì xấu hổ lắm, chịu không có nổi, sợ cái người khác chỉ trích á. Tức họ làm là để mà đừng có ai động tới họ thôi, để họ làm vì mặt mũi của họ thôi, chứ không phải là thực sự cái tâm họ là có tình yêu thương tới chúng sanh để mà họ làm. Thành ra cái trường hợp này sẽ rơi vào cái trường hợp là lấy mình làm trọng. Và trường hợp thứ ba là trường hợp lấy pháp làm trọng. Cái trường hợp này rất là đặc biệt, là những người mà học đạo, những người tu đạo, những người có học pháp Phật mới biết cái trường hợp này. Còn nếu không thì cứ nói chung chung thôi. Giống như tôi là tôi đi làm phước, tôi đi bố thí tại tâm, mà thiệt sự họ đâu có biết bố thí tại tâm là bố thí làm sao đâu. Thành ra quý vị thấy cái chỗ mà lấy pháp làm trọng nè, là họ phải suy xét về pháp. Làm sao để suy xét về pháp thì phải học, tức là phải có cái trí văn, rồi mới có cái trí suy xét, tức là mới có cái trí tư, mới có suy nghĩ về những cái chuyện mình học coi nó đúng hay không. Và khi mà họ suy xét về pháp rồi, thành ra họ sẽ suy nghĩ ra những điều nào và làm mà đem tới kết quả an vui cho mình và cho người. Tức là nó có tất cả là bốn loại. Khi mà mình làm được cái chuyện gì á mà an vui cho mình và an vui cho người thì mình làm. Nếu mà an vui cho mình
mà không có an vui cho người thì mình không làm. Nếu mà không có an vui cho mình mà an vui cho người nữa, mình cũng không làm. Và không an vui cho mình mà không an vui cho người, đương nhiên là mình không làm rồi. Tức là trong bốn cái điều kiện này, mình chỉ chọn một cái điều kiện là đem ra kết quả an vui cho mình lẫn cho người. Thành ra đây, tức là mình phải suy xét về pháp, mình biết cái này là cái điều tốt nhất mà mình cần phải làm, thì mình sẽ làm. Và mình biết, trong cái phần lấy pháp làm trọng ở đây, mình biết nếu mà mình có nhân lành thì nó sẽ cho quả vui và giúp được mình và giúp được người khác được cái sự an lạc. Khi mà Đức Phật còn là vị Bồ Tát đó, thì Ngài làm những cái chuyện mà người đời không có làm được. Ngài có thể là lấy cái thân mình cho cọp ăn, rồi Ngài có thể là cho cả vợ có con. Ngài làm như vậy có rất là nhiều lý do, không phải tự nhiên mà Ngài làm. Ngài suy xét về pháp, về nhân, về quả, rồi Ngài mới làm. Đây là một cái sự tư duy chỉ có bậc hiền trí mới thấy được, và có những vị cao nhân mới biết được những cái chuyện này. Mình là phải có sự học hỏi thôi, chứ không phải là tự nhiên mình suy ra được. Thành ra cả nhà thấy không, cái sự học hỏi đó rất là quan trọng. Không phải tự nhiên mình ngồi mà mình suy nghĩ ra đâu. Mình phải học từ các bậc thánh nhân mới được đó cả nhà. Rồi cái phần thứ kế tiếp, nguyên như xin đi qua, là tác nhân của tạo quả. Tác nhân tạo quả thì có ba, có tư tiền, tư hiện và tư hậu. Khi mà mình có tư tiền đó là phải có sự cố ý muốn làm thiện pháp. Khi mà tư hiện là lúc thực hiện thì có một cái sự khởi tâm và tác ý ngay trong lúc hiện tại. Và tư hậu là cái sự hoan hỷ với thiện pháp sau khi làm. Thì cái phần tư tiền, tư hiện, tư hậu, nguyên như xin thí dụ như là một cái buổi lễ dân y trong nhóm của Nguyên Như làm. Và Nguyên Như biết là trong cái thời gian này thì tất cả các room của mình, vị nào thì cũng có ít nhiều đã đi dự lễ dân y. Và mình có tư tiền, tức là trước cái khi lễ dân y có xảy ra thì mình đã biết một tuần trước, một tháng trước hay là cả một năm trước rồi. Và khi mà mình nghe tới thí dụ như là chùa của Sư Trí Đức hoặc là chùa Kỳ Viên của Sư Thanh Tâm thì sắp có lễ dân y, thì mọi người trong vòng mấy tháng trước hay là một năm trước đều có một cái sự cố ý là muốn làm thiện pháp, muốn cùng góp chung nhau mà làm nên một cái buổi lễ dân y cá thí ná cho chư Tăng. Rồi khi mà trong cái thời gian có tư hiện đó, thì khi mà cái ngày lễ, một cái ngày trước khi cái ngày lễ xảy ra thì tất cả mọi người đều lên chùa để phụ với chư Tăng, làm bằng cái tâm thành, làm bằng cái tâm hoan hỷ, là lúc nào cũng có cái tác ý ngay lúc hiện tại thì mình đã được cái tư hiện rồi. Và khi mà mình tư hậu có nghĩa là mình có hình ảnh mình chụp xong rồi nè, mình đi về thì mình có thể chia sẻ với các bạn trong nhóm, có thể chia sẻ với gia đình của mình, có thể chia sẻ với những cái thập phương bá tánh, người quen, những cái người mà bạn ở trong làng, trong xóm của mình, thì cái đó là tư hậu, là hoan hỷ với thiện pháp sau khi mà mình làm. Thì quý vị thấy khi mà mình có cả ba cái tư tiền, tư hiện, tư hậu này nó rất là quan trọng. Tại vì sao? Tự vì mình phải có một cái tâm thiện hợp trí mà đủ ba thời, đủ tam tư này thì nó mới cho qua, nó sẽ cho ra được tất cả là 16 quả. Mà 16 quả này gồm gì? 8 tâm quả thiện dục giới tịnh hảo và 8 tâm quả thiện vô nhân. Những cái tâm này nó lặp đi lặp lại nhiều lần cho tới khi nào mà nó không có sức cho nữa mới thôi. Tức là khi mà quý vị làm một cái việc phước đó, quý vị quan trọng cái việc phước đó càng nhiều thì cái phước của quý vị càng nhiều. Còn nếu mà quý như thí dụ mình là một đại gia, mình có tiền rừng bạc biển luôn, mình làm một cái buổi lễ dân y đi, mình bỏ ra 10, 15 ngàn đô la, mình cúng cho chùa, nhưng mà mình không để ý gì hết, tự mình quá giàu đó cả nhà. Mình chỉ đưa ra, ok, rồi, con dâng cho sư nha, con dâng cho sư 15 ngàn, sư muốn làm gì làm,
rồi mình không thèm để ý tới luôn. Chờ, vị sư cả trong chùa muốn mua gì thì mua, muốn mời ai thì mời, rồi muốn ăn bao nhiêu cũng được, rồi muốn cho quà bao nhiêu cũng được, dâng tiền bao thơ bao nhiêu cũng được. Mà mình nói thêm một câu là nếu mà sư thiếu, cứ nói cho con biết, con ký thêm một cái check, con trả thêm, không sao hết. Mình rất là, gọi là mình rất là hoan hỷ. Cái tâm mình nó rất là vô tư. Nhưng mà sao? Mình không có cái đủ tư tiền, tư hiện và tư hậu. Mình không có cố ý muốn làm trong cái thời gian mà mọi người làm. Thì mình đi chơi ở đâu á, Cà Mau, Rạch Giá, Đà Lạt, Pleiku gì đó. Mình đi chơi mất tiêu và mình đâu có làm gì ở trong chùa đâu. Đến ngày mà Ngân Y Cá Thi Ná đó, thì mình lên mình đứng, mà mình cũng không biết đọc kinh Bali, mình không biết làm gì hết. Mình đứng đó rồi mình mời một cái vị sư cô nào đó ở trong chùa đọc cái bài tắc bạch cho mình, rồi mình đứng mình xá xá lại lại cười cười đó rồi xong. Thì mình nghĩ là mình làm cái thí chủ dân y. Thì quý vị thấy nếu mà mình có tiền nhiều rồi mình làm một cái buổi dân y giống như vậy, thì quý vị thấy nếu mà mình so lại, Nguyên Như không có đang chỉ trích một ai hết nha quý vị. Nguyên Như chỉ lấy một cái thí dụ sơ sơ để mà mình áp dụng vào cái tư tiền, tư hiện, tư hậu của mình thôi. Nếu mà có một cái thí chủ đứng ra, một cái thí chủ tưởng tượng của Nguyên Như nói như vậy đó, thì quý vị có thể áp dụng vào cái tư hiện tiền, tư hiện, tư hậu, nó sẽ không có đủ. Mà không có đủ ở đây là gì? Không có đủ cái tâm thiện hợp trí mà tam tư. Thành ra nó sẽ không có cho ra 16 quả. Thành có nghĩa là sao? Mình vẫn có phước. Mình vẫn có phước mà phước đó chỉ là phước vật thôi. Mà phước đó có thể là nó xảy ra ngay cái buổi lễ dân y thôi. Tự vì cái vị đó không có để ý trước, không có để ý phía sau cái buổi lễ nữa. Tức là buổi lễ dân y xong rồi, cái bà ta cũng quên đi, không có nhớ gì hết. Mà trước đó cũng quên, đến gần gần cái ngày thì sư nhắc thì ký ra 15.000 đô vậy thôi. Xong rồi hoàn toàn không có để tâm tới. Thì cái sự mà làm phước vì cái quả của cái sự thiện nó không có ra được nhiều. Cái phần thứ hai này đó, thì có cái tâm thiện hợp trí thiếu tam tư, hoặc là cái tâm thiện ly trí đủ tam tư. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là nếu mà mình làm mà mình hiểu hết, giống như hiểu hết bài mà Nguyên Như giảng hồi nãy, Nguyên Như ôm hồi nãy tới giờ đó, mình cũng có tư tiền, tư hiện, tư hậu đây. Mình hiểu bài rồi, nhưng mà mình làm thì lúc làm mình mới nhớ. Lúc trước khi mình dân y, mình cũng chẳng để ý, mình cũng không có hoan hỷ gì hết. Mình cũng không nhớ luôn, tự mình quá bận. Đến lúc mà cái ngày dân y á, thì mình chỉ tập trung làm, thiệt là tập trung cái lúc đó thôi. Nhưng mà sau đó mình cũng quên luôn. Có nghĩa là sao? Đây chính là tâm thiện hợp trí mà thiếu tâm tư. Tức là mình quên khúc trước, mình quên khúc sau, mình chỉ nhớ được khúc giữa thôi. Và có một cái trường hợp khác là có tâm thiện hợp ly trí mà đủ tâm tư. Tức là cái vị này đó cũng nghe người ta nói là có tư tiền, tư hiện, tư hậu. Thì cũng ngồi ồ quan hỷ quá ha. Trước khi đó quan hỷ, sau khi đó quan hỷ. Rồi trong khi làm cũng quan hỷ, mà quan hỷ về cái gì thì không biết, mà chỉ biết là quan hỷ, quan hỷ, quan hỷ thôi. Cứ nhắc nhị quan hỷ, quan hỷ, nhưng mà không có biết là quan hỷ cái vụ gì luôn. Mà tại sao mình phải quan hỷ, rồi tại sao mà mình làm, lúc nào mình quan hỷ thì không có hiểu rõ đó. Thì cái trường hợp đó, nó rơi vào cái tâm thiện ly trí, mà có đủ ba thời, có đủ tâm tư. Thì vô hình chung á, thì cái tâm thiện ly trí đủ tâm tư và tâm thiện hợp trí thiếu tâm tư này sẽ cho ra được 12 quả. Gồm có 4 tâm quả thiện dục giới tịnh hảo mà thuộc loại ly trí nha quý vị. Là bạn bè rủ thì mình làm, rồi bạn bè rủ mình nhớ nha thì mình nhớ, mà mình thiệt sự mình không biết tại sao mình nhớ hết á. Thì mình sẽ rớt vào cái trường hợp á, là 4 tâm quả thiện dục giới tịnh hảo ly trí. Và 8 tâm quả thiện vô nhân. Có nghĩa làm sao? Có nghĩa là quý vị thấy cái chỗ này thì nghe nó hơi buồn. Tức là quý vị nhớ cái trường hợp mà những cái em bé mà bị Down syndrome không? Tức là rất là hiền, rất là dễ thương, nhưng mà cái tâm nó không có nhớ, không có học được gì hết đó. Thì đó, tức là cái trường hợp mà cái tâm ly trí xảy ra đó.
là kiếp sau sinh làm người nè, khó học pháp cao thượng và không có tu đắc được quả. Cái chỗ tâm ly trí này đó. Rồi một cái phần kế tiếp là tâm thiện ly trí mà thiếu tam tư thì chỉ cho ra là sao? Chỉ cho ra 8 cây tâm quả thiện vô nhân mà thôi. Thành ra nếu mà quý vị làm thiện mà quý vị không hiểu, mà quý vị cũng không có tư tiền, tư hiện, tư hậu, thì quý vị cuối cùng chỉ được 8 tâm quả thiện vô nhân. Tâm vô nhân là tâm không có nhân, mình đã ôm mấy tháng trước rồi đó cả nhà. Thành ra mình mỗi cái việc phước mà mình làm á, mình cố gắng, mình làm sao để nó lọt vào cái tâm đầu tiên mà mình nói, tức là phải tâm thiện, phải tâm hợp trí và phải có đủ 3 thời tư tiền, tư hiện, tư hậu. Thì cái tâm đó là cái tâm tốt nhất, nó sẽ cho 16 quả rất là tốt trong đời sống vị lai của mình. Nguyên Như xin đi qua phần kế tiếp, sức mạnh của tạo quả. Sức mạnh của tạo quả thì có 3. Khi mà mình có cái tâm hỷ á, thì tâm hỷ sẽ mạnh hơn tâm xả. Khi mà tâm hợp trí, khi mà mình có tâm hợp trí thì sẽ mạnh hơn tâm ly trí. Và khi mà mình có tâm vô trợ thì sẽ mạnh hơn tâm hữu trợ. Ở đây mình không có nói gì về thiện với bất thiện hết. Mình chỉ đi về cái khía cạnh hỷ và xả, hợp trí và ly trí, vô trợ và hữu trợ thôi. Ở đây mình không có đang nói trong tâm bất thiện hay là trong tâm thiện gì hết hay cả nhà. Mình chỉ nói về khía cạnh hỷ mạnh hơn xả, hợp trí mạnh hơn ly trí và vô trợ mạnh hơn hữu trợ. Có nghĩa là sao? Khi giống như khi mà quý vị có một cái tâm tham, mà tâm tham của quý vị mà thọ hỷ đó, thì quý vị sẽ cho quả bất thiện nó mạnh hơn tâm tham thọ xả. Cái đó là quả bất thiện, tức là mình sẽ đi xuống nó lẹ hơn là mình có tâm thọ xả. Rồi khi mà quý vị có tâm đại thiện, mà quý vị có tâm đại thiện thọ hỷ, quý vị có tâm đại thiện thọ hỷ, thì khi đó thì quý vị sẽ đi lên nó rất là lẹ so với cái tâm đại thiện mà thọ xả. Đó, thành ra như ý nói là cái chỗ này mình không có nói thiện hay bất thiện đây, nhưng mà mình phải tập trung cái chữ mà mình sẽ làm việc bất thiện hay là việc thiện, mà mình thấy là mình sẽ đi lên nhiều hơn, lẹ hơn, hay là mình đi xuống lẹ hơn. Rồi, Nguyên Như bây giờ là 10:21, Nguyên Như sẽ đi qua về tiếp một cái phần cuối cùng là ngũ nhân sanh thiện, rồi phần còn lại thì mình học sau ha cả nhà. Ngũ nhân sanh thiện đây thì có 5 nhân. Thứ nhất là tác ý khéo. Thứ hai là thân cận bậc hiền triết. Thứ ba là ở chỗ mà đáng ở. Thứ tư là đời trước từng tạo phước. Và thứ năm là tự lập trường chánh. Cái phần mà có tâm tác ý khéo đó, thì mình quay trở lại, mình ôm lại cái chữ coi tác ý đây là gì. Tác ý đó là một cái thuật ngữ rất là hay mà người ta dùng ở trong tu tập. Có những cái cụm từ như là bạn hãy khéo tác ý, rồi như lý tác ý. Như vậy tác ý có nghĩa là gì? Chữ tác đây đó có nghĩa là tác động. Cái chữ ý đây á có nghĩa là ý nghĩ. Có nghĩa là tác ý là một cái khả năng tác động để tạo ra một ý nghĩ trong tâm. Thường á thì khi mà mình mới tạo ra một ý nghĩ, mình mới phát ra một ý nghĩ á, thì nó chỉ ở cái dạng thầm kín trong cái tâm của mình thôi. Chỉ một mình biết, không có ai biết hết. Hoặc là có một cái chúng sanh nào đó mà có cái tha tâm thông thì mới biết được thôi. Cái đó gọi là tác ý. Mà tác ý làm sao mà gọi là tác ý khéo hay là tác ý đúng pháp? Có nghĩa là vậy nè quý vị. Thí dụ như là mình đi vô một cái bàn tiệc, như là tiệc cưới đi. Mình đi từ xa tới, mình đói bụng quá trời rồi, mà mình đói run luôn. Thấy cái đồ ăn đó thì ngon quá, thì tự nhiên cái trong tâm mình á, mình nói trời ơi lấy thức ăn đi, lấy thức ăn đi. Sao mà cái miếng đùi gà này nó ngon quá vậy?
sao mà có con cá hấp kia nó ngon quá vậy? Còn cái súp măng cua này ngon quá, lấy nhiều lên đi. Tự nhiên lúc đó cái tâm tham mình á, nó hiện ra, nó kêu mình như vậy đó. Nhưng mà lúc đó đó, cái tâm mình á, nó sẽ có một cái, nếu mà mình là người Phật tử, mình là người biết tri túc, mình là người biết giữ giới, tự nhiên cái tâm mình nó ra, ê, không có được nha, không có được tham ăn. Tham ăn lại nó vô cái tâm tham rồi đó, không có được nha. Đó, quý vị thấy không? Cái đó đó chính là cái tác ý khéo đó quý vị. Rồi một cái thí dụ khác, như là mình có một cái anh thanh niên đi, anh đang đi trên đường đi, anh thấy cô gái rất là đẹp, con mắt anh cứ dõi theo cái cô gái đó hoài. Tự nhiên cái trong cái tâm đó có một cái tác ý, ô, không có được nha, tham ái đó, không có chánh niệm á, cái này là tâm buông lung phóng dật rồi, không có được, không được nhìn như vậy. Thì khi mà có những cái ý nghĩ nó sanh lên đó, cái đó chính là cái tác ý khéo đó. Cái đó là khi mà mình tập thường á, thì cái tác ý khéo đó đó, nó sẽ thành một cái thiện trong cái tâm của mình. Mà khi mà mình làm như vậy thường đó quý vị, thì đúng là nó rất là cứu mình trong được những cái chuyện mà giống như mình để ý để tứ trong cái tâm của mình, rồi mình có những cái với lại một cái nữa là cái tánh của mình nó hay nóng giận, ai gặp cái gì mình cũng giận, thì mình tập cái tác ý đi, rồi cái chuyện người ta chọc mình là cái chuyện người ta chọc mình, cái chuyện người ta làm sai là cái chuyện người ta làm sai. Nhưng mà khi mà cái chuyện gì không có vừa lòng vừa ý mà mình nóng giận đó, là tại sao mình không thấy cái lỗi của mình mà mình lại đi thấy cái lỗi của người ta không vậy? Cái đó là cái điểm yếu của mình. Bây giờ đó, tự vì cái người ta làm cái lỗi đó đó mà mình mới thấy điểm yếu của mình nè. Tại sao mình không nhìn điểm yếu của mình đi, mình học đi. Mỗi lần gọi là tiếng Mỹ là ai làm gì làm, be cool đi man, không có gì phải giận hết. Cái đó chính là cái tác ý khéo đó. Là mình, nếu mà mình làm được như vậy đó, thì mình đã có một cái nhân thứ nhất là tác ý khéo trong cái cuộc đời tu của mình rồi, phải không cả nhà? Nguyên Như xin đọc đây là tác ý khéo là suy xét và hành động đều nương theo cái trí tuệ. Như là câu Phật ngôn, trí tuyến hóa lối nào thì ta nương theo cách ấy. Hoặc là do cái tâm thiện suy xét hay đã định thường, thường quen cho đến đổi mà những cái duyên trợ thiện á, có một cái mãnh lực của nó luôn, nó giúp cho tâm có nhiều cái dịp để mà tạo cho những cái thiện pháp nó phát sanh. Đó là tác ý khéo, tức là khi mà chư vị mà làm tác ý khéo một thời gian nó quen rồi đó, thì mình sẽ làm được rất là nhiều việc thiện. Tự vì những cái này á, nó có một cái mãnh lực, nó làm cho mình trợ duyên cho mình để làm được nhiều việc thiện hơn, ngay cả khi có những cái sự xui xẻo xảy ra với mình, những cái điều mà Phật lòng không có vừa lòng xảy ra, mình vẫn có cơ hội để mà làm một cái việc thiện trong cái tình trạng xấu nhất. Phần thứ hai là cái phần là thân cận bậc hiền triết, có nghĩa là mình nên gần gũi những người hiền lành và những người có tâm ý tốt, thì mình sẽ bắt chước được những cái cách chân thật, những cái cách tiến hóa và mình học được nhiều lợi ích chánh đáng trong cái đời tu của mình. Quý vị đừng có tưởng là mình có thể là độ được nhiều người khác. Nếu mà mình quen một cái người bạn xấu đó, thì thường thường á, thì mình thấy bực mình lắm. Nhưng mà một thời gian thì mình thấy cũng ok, đâu có cái gì đâu. Thấy nói người ta nói xấu xấu chứ mình cũng thấy đâu có xấu gì dữ đâu, thấy bình thường mà. Nhưng mà quý vị đừng có quên, mình có một cái chữ Mỹ hay gọi là compromise á, tức là bình thường mình rất là kỵ mà từ từ mình quen. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình đồng ý với cái việc xấu của họ, và có nghĩa là mình đã ok với những cái chuyện mà mình không có ok ban đầu, có nghĩa là mình đã có compromise rồi đó. Mà cũng như thấy cái chỗ này á, nó rất là khó cho những cái người mà tu hành cùng với mình. Chẳng hạn như mình phải có cái tâm từ và tâm bi. Là sao? Tâm từ tâm bi với những cái việc của chúng sanh làm,
Nhưng mà nếu mà mình không khéo đó, mình học hành nếu mà cái tâm mình yếu á, chẳng hạn như mình thấy một cái người bạn lúc nào họ cũng chửi thề hết, bắt đầu mình nghe mình chịu không được, nhưng mà một thời gian á mà họ hành tay chửi thề cái mình cười, đến một ngày nào đó cái mình cũng chửi thề luôn, thì quý vị thấy có phải là mình học cái tánh xấu mà mình không biết không? Thành ra cái chỗ này á, như thấy nó rất là khó. Mà nếu mà mình dùng cái chữ mà gặp ai mình cũng, người nào mà mình thấy xấu mình cũng không có chơi hết á, thì rốt cuộc mình là người cô đơn mà mình có thể là người tự cao. Thành ra cái chỗ này nó khó lắm quý vị. Mà trong kinh nó như thấy dạy là nếu mà mình không có một cái người bạn nào để mình học hỏi, một cái người bạn nào mà mình thấy là mình là người tốt để mà mình có thể nhìn lên, mình có thể học theo, thì chẳng thà là mình ở một mình đừng có nói chuyện với ai hết, còn hơn là mình vì buồn mà mình gặp những người đó mà mình làm bạn, thì cái đó rất là khổ ha quý vị. Cái phần số 3 là ở chỗ đáng ở hay là ở một cái trú xứ đáng ở. Chỗ đáng ở đây là những cái chỗ trợ tâm lành, do thường nghe thấy sự vật làm cho dễ phát sanh tâm thiện, không có thấy nghe những cái cảnh khiêu khích tâm bất thiện. Cái đó gọi là chỗ đáng ở, chứ không phải là chỗ tốt hay là chỗ xấu, không phải là chỗ vui hay là chỗ buồn. Nguyên Như xin cho thí dụ, nếu mà mình ở cái nhà mình mà mình có phước á, mình ở ngay bên cạnh một ngôi chùa, thì làm sao quý vị? Lúc này thì mình sẽ gặp được lễ dân y nè, rồi bình thường thì mình nghe chư tăng tụng kinh nè, hoặc là ngồi thiền, mình nghe những cái tiếng chuông mỗi chiều hay là mỗi sáng gióng lên, làm cho cái tâm mình rất là thanh tịnh. Thì đây chính là ở cái trú xứ đáng ở. Rồi mình có thể gặp những cái vị sư đi khất thực, đi ngang nhà của mình, tự vì nhà mình gần đó mà, thành ra mình lúc nào mình cũng thấy được chư tăng, thì mình thấy mình cái phát cái tâm thanh tịnh suốt ngày, suốt đêm như vậy đó. Khi mà mình hướng mắt về cái bên ngôi chùa đó là lúc nào mình cũng thấy những hình ảnh rất là thanh bình. Còn ngược lại, quý vị tưởng tượng nếu mà nhà mình ở kế cái vũ trường thì sao? Tối ngày nghe nhạc sập sình, rồi kế cái chỗ karaoke thì sao? Kế cái tiệm nhậu thì sao? Quý vị thấy không? Làm sao mà tối ngày nghe tiếng chữ thề, có tối ngày có những cô gái mặc đồ lè loẹt, chạy tới chạy lui, la hét ôm sờm rồi say xỉn như vậy, thì gặp những cái cảnh làm cho khiêu khích tâm bất thiện. Nó làm cho mình á, nếu mà mình thích á, thì mình khởi tâm tham, còn không thích á, thì mình khởi tâm sân. Lúc nào nó cũng là tâm bất thiện ở trong đó hết. Thì cái chỗ ở đáng ở này đó, nếu đây là một cái nhân quan trọng thứ ba để mà sanh thiện ở đây. Qua tới phần thứ tư là đời trước từng tạo phước, có nghĩa là đời trước là đời kế trước đây hoặc là các đời trước nữa. Người ấy chuyên môn hành động theo các điều phước, nhất là bố thí, cho nên đời này vị ấy không có bị nghèo khổ, không có bị thiếu thốn, vị ấy được hiểu biết nhiều, mà vị ấy không có bị một cái câu gọi là bần cùng sanh đạo tặc, không có rơi vào cái trường hợp là bất khả kháng rồi làm những cái chuyện mà mình không thích. Thành ra cái phước nó rất là quan trọng. Nếu mà ai chưa có từng tạo phước á, mình phải ráng làm. Khi mà mình đang giàu có trong kiếp này, mình thông minh trí tuệ không phải là tự nhiên mà mình được đâu cả nhà. Mình đang ăn cơm nguội đó. Thành ra mình phải ráng mình bỏ ống, mình phải ráng mình để dành để cho kiếp sau. Còn nếu mà mình ngồi mình hưởng hết á, thì ăn hoài thì sao quý vị? Núi cũng lỡ, mình phải ráng làm ha. Mình làm xong, mình phải nhắc nhở người trong nhà của mình, ba mẹ của mình, anh em của mình làm nữa. Mình xin 3 đồng, 5 đồng cũng được. Mình nói cho người ta biết, để người ta làm theo. Mình nhắc người ta thì cũng là một cái phước thiện. Mình rủ rê nếu mà người ta không có làm á, quý vị nhớ nhắc nha, đừng có nhắc nhiều quá, người ta nhăn, nhắc 1-2 đồng thôi đâu có sao, thì mình cũng phụ vô tạo một cái hạt giống để cho người nhà của mình á, có cái cơ hội để mà làm thiện ha. Rồi phần thứ 5 là tự lập trường chánh, và có chỗ sách ghi là tự lập trường chân chánh. Thì tự lập trường chánh là gì? Là một cái chí hướng tốt đẹp mà mình mong mỏi một cái cách là không có hại người khác, nhất là mình hành một cái Bồ Tát hạnh và tu những cái pháp không sai hoặc là nghề nghiệp chân chánh,
thì mình có thể làm những việc này, tức là cái tư duy của mình á, lúc nào có một cái chí hướng là giúp người nè, cùng một cái chí hướng làm một cái nghề nghiệp rất là ổn, không có làm những cái nghề nghiệp như là buôn súng nè, nghề nghiệp là giết giết heo, giết bò, giết gà, bán con này con kia, rồi không có bán rượu làm cho người ta say xỉn. Mình làm những cái chuyện mà lúc nào cũng nên làm những chuyện lúc nào cũng giúp đỡ người khác, hướng người ta tới những cái điều thiện, điều lành, rủ người ta đi chùa, rủ người ta đi làm chuyện thiện sự, rủ người ta làm phước. Làm những cái chuyện đó đó, thì mình sẽ là cái nhân thứ năm để mà mình tạo ra được cái thiện, cái tâm thiện của mình, là cái chữ cú xá lá đó. Bây giờ là Nguyên Như sẽ xin ngừng lại ở trang 174. Từ lần sau đó thì mình sẽ đi vào những cái trường hợp khác. Về sau thì cũng có những phần rất là hay đó cả nhà. Thành ra Nguyên Như không có muốn đi lẹ quá, mình sẽ không có theo nổi. Ở đây là những cái đề tài mà mình xài, mình ứng dụng trong cái đời sống của mình. Thành ra nếu mà những cái vị nào mà cứ nói là vi dự pháp là học những cái ở trên trời đó là chưa chắc đâu nha quý vị. Những cái đây rất là ứng dụng. Tự vì có những khi đó mình học với những vị thầy đó đi lẹ quá mà cứ sợ là không có đủ giờ học đó, thành ra đi rất là mau, thành ra bỏ qua những cái rất là hay này mà bỏ qua cái sự ứng dụng đó, thành ra mình thấy nó cao siêu thôi. Chứ nếu mà mình đi chia chẻ nhỏ ra thì thiệt ra cái vi diệu pháp chính là cái lý lẽ sống mà mình dùng mỗi ngày trong cái đời sống bình nhật của mình, và mình có thể dùng nó, mình điều chỉnh cái chính tri cái chánh tri kiến trong cái tâm của mình đây, mình có thể xài được đó, chứ không phải là không đâu. Thành ra mình cứ chịu khó giống như là con bò nhai cỏ, mình cứ nhai vô rồi mình nhả ra, mình nhai lại, nhai tới nhai lui. Hôm bữa giờ chỉ có 10 cái thập phúc hành tông, thập phúc hành tông có nghĩa là 10 cái nghiệp sự đó, 10 phước nghiệp sự đó cả nhà. Nguyên Như đi qua cũng 3-4 cái khía cạnh khác nhau rồi, mà mỗi cái khía cạnh đó đó thì thầy kinh lại nhấn vào mạnh vào những cái điểm khác nhau. Thành ra nếu mà mình nghĩ mình chỉ ngồi không mà mình học thập phước nghiệp sự hoặc là 10 cái hạnh phúc đó, mình nghĩ mình hiểu hết chưa chắc đâu, phải không cả nhà? Mình thấy dễ chứ nó không dễ. Hôm bữa giờ là Nguyên Như xoáy ra 3-4 cái kiểu khác nhau của cái 10 phước nghiệp đó, mà mình thấy tất cả là như mới toanh hết rồi đó. Thành ra Nguyên Như thấy cái chỗ này rất là hay. Mình cứ đi từ từ, không có gấp hay cả nhà. Không có gấp gì hết. Dạ bây giờ là con đã thấy là 10:36. Dạ con xin kính thỉnh chư Tăng. Chỗ nào mà hồi nãy giờ Nguyên Như ôm có sai hoặc là có thiếu sót chỗ nào, con xin kính thỉnh chư Tăng có thể cải chính tri kiến cho con. Con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông và con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm ạ. Sau đó Nguyên Như xin kính mời cả nhà có thể có những câu hỏi nào mà thắc mắc có thể nêu lên. Nếu mà Nguyên Như biết được, Nguyên Như sẽ trả lời cho quý vị. Còn nếu không thì mình sẽ cùng nhau sách tập lên hỏi thầy kinh hoặc là hỏi. Dạ. Yeah. Nguyên Như ôn bài thì toàn là những lời Phật dạy không, thấy ra rất là xa thú, xa thú. Xin trao mai lại cho Nguyên Như. Dạ. Dạ con xin kính tri ân sư Nguyên Thông. Dạ anh Mỹ, dạ chị Nhung, anh Thính Pháp, chị Nguyên Trang, anh Giang Nhất Hạ. Dạ, quý vị có câu hỏi hay có thắc mắc về cái phần hôm nay, xin quý vị đưa câu hỏi. Nếu Nguyên Như không biết thì có thể thỉnh bằng tay của sư Thanh Tâm ạ. Dạ, Nguyên Như xin xuống, Nguyên Như xin mời cả nhà. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Ma, Nam mô Sang Ngài. Dạ, dạ kính đến lễ quý sư, kính chào đạo tràng. Nguyên Như ôn bài hôm nay hay quá.
Có một phần mấy cái thắc mắc là về cái thập phúc thành tông với lại 10 pháp ba la mật đó, có cái nó giống nhau như là xả thí nè, vậy cả hai đều là xả thí hết, vậy trong khi lúc mình làm đó, cái tâm ý của mình như thế nào mà chỉ mà xả thí nó cho mình quả chỉ có quả của hiệp thế thôi, còn khi mà mình hành như thế nào để cho mình cái cho mình có quả siêu thế cho vào qua cái ba la mật đó, thì nếu mà được á, tuần sau cũng như có thể giảng về cái khía cạnh khác nhau giữa cái thập phúc thành tông với cái 13 ba la mật, cái khía cạnh về cái lúc cái tâm ý của mình hành như thế nào và cái trí thức của mình về cái hành động, sự hiểu biết của mình như thế nào về cái đó, để mà cho cái sự khác biệt của cái pháp ba la mật, một cái đưa đến là siêu thế, một cái là đưa đến cho cái quả hiệp thế. Thì tại vì trong học thập phúc thành tâm cũng có xả thí nè, trì giới nè, bên ba la mật cũng có xả thí nè, trì giới nè, rồi bên thập phúc thành tâm có thập phúc cũng có thuyết pháp có chân hồi hướng, thì bên đây cũng có từ ái liên, thì vậy thì hai cái đó thì giống nhau, xả thí và trì giới, cả hai đều giống nhau trong hai phía cạnh. Còn về chỉ vậy thôi, cái đó là cái điều thắc mắc của Mỹ. Dạ, alright, mời cả nhà nha. Dạ, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Nguyên Thông, con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, cái bài ôn tập của Nguyên Như hôm nay rất là hay. Mình thấy là rất là có ý nghĩa trong cuộc sống, mình có thể áp dụng được cái bài này trong cuộc sống. Mình chỉ có một cái nhỏ nhỏ như thế này, xin nói ra mà xem... Mọi người sẽ có ý kiến ha. Trong cái phần mà sức mạnh tạo quả thì có ba, thì ở đây trong bài học nói là hỷ mạnh hơn xả. Thế nhưng mà mình phải xem lại hỷ mạnh hơn xả hay là vô trợ mạnh hơn hỗ trợ là ở khía cạnh nào. Ví dụ như cùng một tâm tham mà thọ hỷ mà bất tương ưng thì nó sẽ vẫn yếu hơn là thọ xả mà là tương ưng, hay là một tâm thiện mà ly trí thì nó cũng sẽ yếu hơn một tâm xả mà có trí, cũng như vô trợ hữu trợ cũng vậy, thì nó cũng như thế. Thì mình chỉ có một cái khía cạnh đó thôi, thì xin đạo tràng xem xét lại một chút xíu chỗ này ha. Rồi, cảm ơn đạo tràng, xin xuống mic. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Gai. Dạ, đạo tràng có ai có thắc mắc hay là câu hỏi hay là có cái idea gì xin mời bàn tay ạ. Nếu không thì chắc chúng ta sẽ hồi hướng. Nhưng mà trước khi hồi hướng thì xin hỏi lại thêm một lần nữa là nếu có ai có cái ý kiến chi xin nêu lên và cho xin bàn tay. Vậy thì bây giờ là 10:43 và không thấy ai có không thấy bàn tay nào giơ lên hết. Vậy thì con xin thỉnh Sư Nguyên Thông chúc phúc cho chúng con trước khi chúng sau khi chúng con học Phật pháp ạ. Dạ, kính mời sư ạ.
Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabbuddha anupavena sada soti bhavantu te bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhamma anupavena sada soti bhavantu te bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sankha anupavena sada soti. Và vâng tu tê tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa du sa du sa du dạ. Con kính tri ân sư Nguyên Thông đã phúc chúc cho chúng con. Dạ kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng đến chư thiên và cứu quyền tất tổ ạ. Akasattha cha bhumattha devanaga mahidika Punyano anumodantu chirang rakhantu sasanang Akasattha chabumattha devanaga mahirika Punyano anumodantu chirang rakhantu ratake Akasattha chabumattha devanaga mahirika Punyano anumodantu chirang rakhantu nya tayo Akasattha chabumattha devanaga mahidika Punyano anumodantu chirang rakhantu pa nino Akasattha chabumattha devanaga mahidika Punyano anumodantu chirang rakkhantu no sada. Idano nyatinang hotu sukita hotu nyatayo. Idano nyatinang hotu sukita hotu nyatayo. Idano nyatinang hotu sukita hotu nyatayo. Tayo, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự vui. Y đằng quá ta mê phù nhằn a sát ca dạ quá hằng hồ tu ana gá tê. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm. Xa được. Dạ kính thưa đạo tràng, ngày mai là thứ năm, là có sư pháp tính đến giảng Phật pháp về 12 nhân duyên. Dạ kính mời đạo tràng vào lớp học lúc 9:15, khoảng cỡ đó 9 giờ tới 9:15. Dạ kính chúc đạo tràng một đêm được an lạc. Dạ. Xin hẹn gặp lại ngày mai. Dạ con xin xuống mic.